Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhận 40 con Flame 2 token FHT. Đầu tiên các bạn kích vào link bên dưới. Các bạn mở Telegram này. Kickstarter để chat với bot. Các bạn gọi captcha vào. Các bạn nhấn join error. Các bạn join cho mình hai kênh Telegram. Các bạn nhấn bắt rồi. Các bạn follow, like, share fanpage Facebook. Twitter thì follow và retweet inbox. Medium thì follow và vỗ tay. Các bạn nhấn submit cho detail. Ở đây thì các bạn điền email của các bạn vào. Twitter profile các bạn follow, like và retweet. Bạn hơi chậm. Các bạn vào profile để lấy link profile. Sau đó các bạn vào Facebook. Facebook các bạn follow, like. Like rồi các bạn like đây rồi chia sẻ bài viết. Sau đó các bạn vào lấy link profile. Medium thì các bạn follow mà cái trang Medium của nó hiện chưa có bài viết nên chưa vô tay được. Các bạn vào lấy profile link. Cuối cùng các bạn điền ví vào. Ví các bạn lấy ví My Wallet. Các bạn nhấn main menu. Nhấn balance để kiểm tra. Như vậy là mình đã hoàn tất với 40 FHT. Các bạn lấy link rep thì các bạn kích vào referral system. Kích vào referral link. Các bạn copy cái link rep này thì các bạn gửi cho bạn bè đăng ký sẽ nhận thêm được token. Mình xin kết thúc video hướng dẫn tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn nhớ like và subscribe để theo dõi các video tiếp theo nhé. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.